Ok, xin chào tất cả mọi người thấy gì đấy không? Hôm nay thì cho mọi người xem một cái sáp ong nhá. Đây, bác của mình cho mình một cái này, mặt bên trong rất là nhiều luôn. Đấy, mọi người thấy mà, nghe. Bên trong này là toàn bộ là mặt hết nhá, toàn bộ là mặt hết luôn. Đấy. Ôi, bỏ ra khỏi nào. Dưới này mình đem về nhà nó chảy rất là nhiều nước mặt đây này. Chảy rất là nhiều mặt đây luôn. Dưới cái bịch bóng ấy. Đây cho mọi người xem nhé. Rất là nhiều mặt nó chảy ra đây luôn. Tại vì đây mọi người xem nhé. Nè. Wow. Trời, đã không? Đã không? Mặt không là mặt luôn á. Để mình rất là nhiều mặt luôn. Wow. Wow. Mình lấy một cái bát tô nha, mình sẽ cắt cái mặt này ra nha. Chờ một chút, chờ một chút. Wow, 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 wow. Cái đĩa đi. Đĩa. Còn dao. Ui dồi ôi, nó chảy xuống cả thế này luôn. Thì mình sẽ cắt cái này nhé. Cho mọi người xem này. Có khi nào liếm liếm hồi cái lưỡi không còn không? Rồi xong rồi nè. Cái này hơi nhỏ nhỉ. Xong cái à đây. Nè 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 nè. Cái này sạch này. Đĩa hơi nhỏ so với quy định. Xem là mình sẽ ăn. Ui, chạy mặt ra đây này. Wow, 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 wow. Ui. Dụng rồi. Ồ, cái này nó nhiều mặt quá. Không thể tin được. Rồi nè. Mặt đó. Trời tối quá. Mình tính là sáng mai mới làm cho nó sáng, còn chưa làm cho sáng rõ cơ, nhưng mà bây giờ mình phải ấy rồi. Cái đó là cái tầng lớp này á, là nhiều mật nhất trong tất cả các tầng. Đây có một lớp này, hai lớp, ba lớp, bốn lớp này, nhưng mà bốn lớp kia thì nó ít hơn rất là nhiều. Có cách nào mà đẩy cho một phát nó hạ xuống hết luôn đấy nhỉ?
cắt tiếp. Nó chạy đầy nhà luôn. Ờ, nhà bác mình nuôi ong mà. Đó, 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 đó. Cắt tiếp. Wow. Ui, rụng 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 như sung luôn, rụng như sung luôn. Chết em rồi. Ủa, nó rụng như sung luôn nè. Mật không là mật luôn á. Mặt đây không có không ăn đi ăn kem hay sao vậy? Nhìn này, đã không? Cái này thì nó ấy rồi. Này đâu có mặt đâu. Đây ra. Này là tầng ít mật, hai cái tầng là ít mật. Mình lấy cái này để trong tủ lạnh xong rồi giờ ăn dần đó mà. Lâu lâu mình ngứa miệng mình ra mình ăn sáp chơi. Mới mất cái tô đầy luôn. Ngọt quá. Xong rồi. Đây cái này xong rồi mình đóng vô cái cỏ ở clip trước mình có cho mọi người xem rồi đó. Đấy. Xong bỏ ra ngoài. Đâu đâu cũng có mặt, đâu đâu cũng có mặt. Nè 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 nè. Vậy là mẹ đó một tô. Có cái cân không nhỉ? Cân được mấy ký? Cả sát luôn. Sao bên ngoài nó màu vàng mà sao bên trong lên trên trong camera lại màu đen đen gì? Mọi người có ai muốn nếm thử không?
Làm gì mấy bạn ở trên thành phố làm gì có mấy cái này mà nếm thử. Này chỉ ở chợ nông thôn thôi. Nè, cầm như thế này này. Mặt đó, mặt ra bên trong kìa, đó thấy mọi người thấy chưa? Nhà một hồ nó giống như kẹo cao su ha. Chiếu. Đây cho mọi người xem cái miếng này, mấy cái miếng này là ít ít mấy cái miếng đầu tiên nên lại mọi người nhìn thấy không? Mặt nhìn óng ánh kìa. Trời ơi là trời, nó óng thế này cơ mà. Cái miếng này là ít nên sát bên ngoài. Mà con khác bên ngoài ăn nó ngọt muốn chết rồi. Cảm giác rất là thơm. Đây là mật ong nguyên chất nha. Mật ong này là ong nuôi ấy. Còn ong rừng thì nó còn ngon hơn ong nuôi nữa cơ. Nhưng mà ong rừng rất là hiếm. Chỗ mình đây vẫn có đấy nhưng mà ít lắm. Ăn tiếp. Còn mọi người ở trên Hồng Hố hay gì á mà muốn mua mật ong á thì phải đặt ở quê em lên, nó nguyên chất, không là họ pha hết rồi. Mà ăn một pha thì nó pha với đường á, ăn rất là dở. Mà đó là chỉ uống thôi chứ làm gì có ăn. Hôm nay nhà bác mình nuôi mà. Mọi người có thể coi từ đầu đến cuối công trình lấy mặt đấy. Cái miếng này bây giờ mình mật này cũng đầy mặt luôn này. Miếng này trông vậy ngập mặt luôn này. Không nổi luôn á. Đây có miếng đó, có miếng này ấy, thiệt luôn ấy. Chỉ cần cắn một cái thôi nó có một chút xíu là nó phun ra luôn ấy. Khiếp luôn á. Để em lấy cái thìa thử cho người xem thôi nhá. Thử cho người xem luôn. Miếng quả ngon nhất này. Ôi trời ơi. Làm gì bao giờ mà. Coi nè. Trời ơi, tập luôn.
Không phải tin được. Đau quá. Đây là cái kết quả của nó đây. Ok, vậy là mình đã làm xong cái công đoạn của nó, là cắt và cho vào trong cái hộp. Để mình, đây là mình sẽ để trong cái tủ đông nhá. Để cho tủ đông, nhưng mà cái này nó không bao giờ là đông đá được đâu. Tủ đông đá đấy, nhưng mà nó không bao giờ đông đá được đâu. Nó chỉ mật mà, không bao giờ nó đông đá được. Ngọt quá trời đất ơi. Mật ngọt chết ruồi mà, không có sai như nào chơi nữa. Bây giờ đây mật ngọt chết mình luôn đấy. Ăn cái này ngon này, ít mật này. Ăn mấy cái kia sổ mật nó phê quá, chịu không nổi đâu. Thèm quá à. Thôi chắc mình không ăn đâu, mai đi. Các bạn nào thích không? Mình ship cho một miếng. Đây này mình để phải mình đi mình coi bác ấy lấy mật đây. Để trong đó này, mật giờ nó chảy ra đây này. Đấy, mật ghê không? Hình như là mặt này để được mấy năm nó mới hư ấy. Rất là lâu hư. Người ta cứ kêu là mật ong mà chỉ chính gốc á, mật ong mà ong ở ngoài rừng á thì để vĩnh viễn nó không hư, nhưng mà sự ra đó thì hình như là có hư hay sao ấy, nhưng mà rất là lâu. Đây là mật ong này, tuy mà ong nuôi nhưng mà nuôi thì nó cũng giống như ong rừng thôi. Có một điều hình như nó không bằng một chút thì phải. Cũng là mật ong nuôi nhưng mà nó ông kia với ong này thì cũng một loại mật hoa, mật phấn rồi. Nhưng mà mật ong nuôi thì mình có thể cho nó ăn được. Hình như là cho ăn đường hay sao ấy. Mình cũng chả biết nữa. Nói chung là mình nghĩ là cho nó ăn thêm được. Nếu mà mật ong mà nuôi mà còn hoa lá chắc chắn là có rồi. Nghĩa là vừa hoa lá vừa ấy thêm ấy. Ok, bye bye mọi người nhá. Mình lâu lâu có mấy cái kỳ lạ mình sẽ làm clip cho mọi người xem sau nhá. Bây giờ mình cũng xin dừng ở đây thôi. Cảm ơn tất cả mọi người. Nhớ đăng ký kênh cũng như là chia sẻ giúp mình nha. Bye bye.